ô tô cấp cứu đậu trong bãi xe trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cháy ngùng ngục. Khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 3, tại bãi giữ xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa kèm khói bùng phát tại một ô tô xe cấp cứu đậu trong bãi xe này, cục khói đen nghi ngút bốc cao vài chục mét. Ngay khi phát hiện cháy, nhân viên trong giữ xe và nhiều người dân đã hô hoáng, cầm nhiều bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bao trùm ô tô cấp cứu lan sang các phương tiện liền kề, khiến cho nhiều người hoảng loạn, một số vội vã di dời vật dụng tài sản gần đó. Tiếp nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến phun vòi rồng để dập lửa. Hỏa hoạn làm ô tô cấp cứu bị thiêu rụi, hai xe máy bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ. Nhóm cướp tiệm vàng ở Bình Dương tẩu thoát hai hướng, gây khó khăn khi truy bắt. Chiều tối 4 tháng 3, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo nhờ người dân hỗ trợ truy tìm nhóm 4 nghi phạm cướp tiệm vàng Bích Quý nằm trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Theo Công an huyện Bầu Bàng, khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, bốn đối tượng đi trên hai xe máy đã xông vào tiệm vàng Bích Quý. Một tên trong nhóm này chỉ vật giống súng đe dọa nhân viên tiệm vàng để đồng phạm dùng búa đập tủ kính cướp đi một lượng vàng lớn. Theo nhận định của lực lượng công an, nhóm cướp gồm 3 nam và một nữ sử dụng hai chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter và Vario. Sau khi gây án, hai tên tẩu thoát theo hướng thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước, hai kẻ còn lại bỏ trốn theo hướng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Điều này gây khó khăn cho việc truy bắt. Cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết truy xét các đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng này, thông báo của công an huyện Bầu Bàng nêu rõ. Nhằm nhanh chóng điều tra, xác minh truy xét các đối tượng và thu giữ tăng vật vụ cướp tài sản, Công an huyện Bầu Bàng kêu gọi người dân tố giác tội phạm, phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Thông qua vụ cướp tiệm vàng trên, Công an huyện Bầu Bàng cũng khuyến cáo người dân, các chủ cơ sở kinh doanh tiệm vàng nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Chung cư mini Hà Nội chống nạn, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí sửa chữa. Liên quan đến việc toàn bộ cư dân đang sinh sống tại chung cư mini số 22B trong ngách 236-17 Khương Đình phải di dời khẩn cấp do cột nhà bị nứt nghiêm trọng, ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện ban quản lý tòa chung cư mini số 22B cho biết. Theo biên bản cuộc họp giữa cư dân và chủ đầu tư diễn ra vào ngày 22 tháng 2, chủ đầu tư chung cư mini là bà Phạm Thị Vân Anh và ông Nguyễn Thạc Hoàng, và các hộ dân đã thống nhất phương án xử lý sự cố nứt cột tòa nhà là chủ đầu tư sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chi phí sửa chữa. Đồng thời phía chủ đầu tư cũng sẽ cắt cử người giám sát thi công trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày mà sự cố vẫn chưa khắc phục xong thì đơn vị thi công sẽ phải chịu phạt với các hộ gia đình trong tòa chung cư mini. Trong khi đó, tại buổi làm việc với cư dân mới nhất, ông Nguyễn Hồng Phong cho biết hai cột giữa tòa nhà bị nứt vỡ mất khả năng chịu lực. Ngoài ra, bốn cột quanh nhà cùng dầm chịu lực cũng bị ảnh hưởng. Cũng theo trưởng ban quản lý tòa chung cư, so với bản thiết kế, phần chịu lực của tòa nhà bị khuyết một thanh dầm ra thang máy. Đồng thời, tiết diện của cột chống nhà nhỏ hơn so với bản thiết kế, mức chi phí sửa chữa sự cố dự kiến có thể lên đến 4 đến 5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Phong cho biết, quá trình gia cố phần chịu lực của tòa chung cư mini cũng phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình thiếu tá hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngày 5 tháng 3, đại tá Nguyễn Văn Hiểu, giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình thiếu tá, liệt sĩ Hồ Tấn Dương, sinh năm 1986, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy công an huyện Lấp Vò đại tá nguyễn văn hiểu thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp chia sẻ những mất mát đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình thiếu tá liệt sĩ hồ tấn dương theo giám đốc công an tỉnh đồng tháp sự hy sinh của thiếu tá liệt sĩ hồ tấn dương đã thể hiện tinh thần công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ đại tá nguyễn văn hiểu mong rằng gia đình thiếu tá liệt sĩ hồ tấn dương tiếp tục phát huy truyền thống biến đau thương thành hành động vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống như đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 4 tháng 8 năm 2022, người dân trình báo có hai đối tượng trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ N2B thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Nhận tin báo, anh Hồ Tấn Dương, khi đó là đại úy, phó đội trưởng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, công an huyện Lấp Vò. Cùng thượng úy Nguyễn Thanh Danh, thượng úy Danh chở đại úy Dương, nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy đuổi, hai nghi phạm hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn khiến anh Hồ Tấn Dương hy sinh trên đường đi cấp cứu. Sau đó, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với cán bộ Hồ Tấn Dương, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ngành điện đổi ngày ghi chỉ số công tơ về cuối tháng, nhiều hộ gia đình cảm thấy thiệt thòi khi nhận thông báo tiền điện tháng 2 tăng cao. Ngành điện đổi ngày ghi chỉ số công tơ về cuối tháng, nhiều hộ gia đình cảm thấy thiệt khi nhận thông báo tiền điện tháng 2 tăng cao. Bình thường mỗi tháng gia đình nhà anh Minh quận Hà Đông phải trả khoảng 2,3 đến 2,8 triệu đồng tiền điện, thế nhưng trong kỳ thanh toán tiền điện tháng 2 vừa rồi, tiền điện nhà anh vọt lên 6,7 triệu đồng, tăng cao đột biến. Khi tính toán lượng điện sử dụng và tách từng số liệu cụ thể, anh cho rằng việc ngành điện cộng dồn ngày vào một kỳ tính hóa đơn Khiến khách hàng bị thiệt khi phải trả nhiều hơn cho số kilowatt dùng ở bậc thang giá cao, bậc 5 6. Khi tách thành hai hóa đơn tương ứng với hai giai đoạn ghi chỉ số công tơ trong khoảng thời gian này sẽ được hai giai đoạn tính tiền điện như sau. Giai đoạn 1 từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, 31 ngày. Giai đoạn 2 từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, 22 ngày. Trong đó giai đoạn 1, gia đình anh Minh sử dụng hết 940 kW Số tiền điện phải trả là 2.894.119 đồng. Giai đoạn 2, gia đình anh Minh sử dụng hết 1.187 kW, tiền điện phải trả là 3.807.826 đồng. Tổng số tiền phải trả cho cả hai giai đoạn này là 6.701.945 đồng. Như vậy nếu gộp hóa đơn, anh Minh cho biết số tiền chênh 16.659 đồng. Anh Minh thắc mắc Hà Nội có hàng triệu hộ dùng điện nếu số tiền mỗi hộ dùng trên từ vài nghìn đến chục nghìn đồng sẽ thiệt thòi cho khách hàng, do vậy ngành điện cần giải thích rõ vấn đề này để người dân hiểu. Là người sử dụng điện, tôi chỉ mong được thanh toán theo một giá, không theo bậc thang, không lũy tiến. Lúc đó ngành điện muốn thanh toán đầu tháng, cuối tháng tôi cũng vui lòng, ông Minh nói. Trả lời về vấn đề này, phía Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội EVN Hà Nội cho biết Trước đây lịch ghi chỉ số công tơ trên địa bàn Hà Nội diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày 20 hàng tháng tùy địa bàn. Khi chuyển đổi về cuối tháng, hóa đơn tiền điện sẽ cao hơn so với bình thường do số ngày tiêu điện tăng lên. EVN Hà Nội cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng, việc tính tiền điện theo bậc thang lũy tiến không có sự thay đổi so với trước. Bà Tô Lan Phương, trưởng ban kinh doanh EVN Hà Nội cho biết trong kỳ thanh toán hóa đơn lần này, thay vì khách hàng sẽ thanh toán tiền điện cho 30 ngày, thì số ngày sử dụng điện thực tế có thể từ 41 đến 58 ngày. Quyền lợi của khách hàng được đảm bảo căn cứ trên việc điều chỉnh số lượng ngày sử dụng điện thực tế. Dùng xăng đốt chồng, vợ lãnh án 3 năm tù Sáng 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Lý Thị Mỹ Thanh, 34 tuổi, 3 năm tù, theo cáo trạng, Thanh và anh cái Hoàng Duy, 39 tuổi, là vợ chồng có đăng ký kết hôn. Do có mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nên Thanh đã dọn về ở nhà mẹ ruột. Khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2022, Duy đi đến nhà gặp Thanh yêu cầu đưa con cho Duy bế, nhưng Thanh không đồng ý. Hai bên xảy ra cự cãi. Thanh bực tức vào nhà lấy một chai xăng đã mua trước đó, mang ra hất vào xe và trúng một ít xăng vào người Duy. Duy sợ Thanh đốt xe nên rượt đuổi đánh, Thanh bỏ chạy bị đánh, thanh hất xăng còn lại trong chai vào người Duy và bật lửa đốt. Duy bị cháy gây ra thương tích ở vùng mặt, cổ, ngực, bụng. Duy bỏ chạy, được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu điều trị, thương tích 24%. Khởi mi bất ngờ bị VTV nhắc tên vì ồn ào khán giả đòi tiền đã ủng hộ. Mới đây, trên truyền động 24 giờ có tiêu đề live kiếm tiền, cơ hội và rủi ro lên sóng VTV thu hút sự chú ý của khán giả xem đài. Bản tin đưa hình ảnh các hiện tượng mới nổi trong thời gian gần đây. Những streamer này tiết lộ chỉ tính riêng phần quà thì cũng đã tầm được 15 đến 20 triệu đồng trên một tháng, chưa kể mức lương cứng từ các nền tảng livestream. Theo biên tập viên Sơn Lâm, có trường hợp nhận tiền với con số cao hơn rất nhiều. Theo quy định của pháp luật hiện nay, khoản tiền này được xem là quà tặng, không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Sau đó, hiện vẫn chưa có quy định về tính thuế thu nhập cá nhân của nó. Nhưng cũng là vì khoản ưng hộ tự nguyện, không có ràng buộc nên cũng đã xảy ra những tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra với các nhà sáng tạo nội dung. MC chuyển động 24 giờ chia sẻ. Biên tập viên Sơn Lâm nói thêm, tại Việt Nam, phải kể đến trường hợp của một nữ ca sĩ nổi tiếng, lần đầu tiên hiếm hoi của showbiz Việt Nam chuyển sang hướng streamer. Ngay từ những ngày đầu, cô đã gặp phải lùng sùng không đáng có. Một fan hâm mộ đã ủng hộ cho cô 4 lần, tổng cộng là 33.500 ngôi sao, tương đương 7,7 triệu đồng. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao người này lại đòi lại tiền. Dù là ảnh được làm mờ nhưng khán giả vẫn có thể nhận ra đó là nữ ca sĩ Khởi Mi. Trước đó, giọng ca vì sao cũng đã từng chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Cô cho biết vị khán giả còn yêu cầu cô trả lại số tiền nhiều hơn cô nhận được là 10 triệu đồng. Vì thế, giọng ca 9X bày tỏ thắc mắc trên fanpage 10 triệu người theo dõi của mình. Khởi mi mì khẳng định bản thân đã trả lại số tiền nhận được. MC chủ động 24 giờ tổng kết, việc ủng hộ tiền này được tự nguyện nên người nhận tiền có thể từ chối trả. Nhưng đây cũng là những lùng xung tiêu cực mà tôi tin rằng chẳng ai muốn gặp phải. Ba cảnh sát nhận tiền để duyệt cho bị can gặp người thân. Ngày 5 tháng 3, Đỗ Tiến Dũng, 38 tuổi, cựu thiếu tá, đội trưởng quản giáo trại giam công an thành phố Cần Thơ, bị tòa án nhân dân quận Bình Thủy tuyên 3 năm tù về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ theo điều 357 Bộ luật hình sự. Cùng tội danh Nguyễn Duy Đạt, 37 tuổi Cựu Thượng úy Lê Thành Toàn, 24 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát bảo vệ trại giam công an thành phố Cần Thơ, bị phạt 2 năm 6 tháng và 3 năm tù. Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội xin được giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án, Đạt, Dũng và Toàn, dù không trao đổi, bàn bạc, nhưng có cùng cách thức bảo bị can, phạm nhân do số điện thoại người thân, sau đó gọi điện thoại gợi ý cho gặp mặt, nhằm mục đích vụ lợi. Dũng nhiều lần ra giá, một lần gặp trực tiếp là 5 triệu đồng. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022, Dũng đã giải quyết trái quy định cho 6 người bị quy kết hưởng lợi 27 triệu đồng. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, Đạt nhiều lần sắp xếp hai phạm nhân gặp trực tiếp người thân tại khu vực nhà kho để nhận 8 triệu đồng vào tài khoản. Từ tháng 2 năm 2022, Đạt còn nhận và sử dụng xe Suzuki Sport của một trong hai bị can này và chỉ trả lại vào tháng 7 năm 2022 khi công an thành phố Cần Thơ kiểm tra. Toàn bị cáo buộc từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 đã chuyển 7 điện thoại di động kèm sim, sạc pin tai nghe vào buồng giam cho các bị can, phạm nhân sử dụng trái quy định, nhận 23,5 triệu đồng tiền cảm ơn. Ngày 12 tháng 4 năm 2023, đội trưởng Dũng bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt tạm giam, đạt và toàn được tài ngoại. Mâu thuẫn xuất phát từ việc không cho hàng xóm bắt ốc dưới kênh nước trước nhà. Người đàn ông bị đâm tử vong. Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lâm Văn Điền, 51 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, 15 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tối 11 tháng 9 năm 2023, thấy ông Điền mò ốc dưới kênh nước trước nhà mình, nên ông ưng ngụ ấp 3 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm và ông Điền lời qua tiếng lại sau đó ông điền ra xe lấy sợi dây xích khóa xe định đánh ông ưng thì được hàng xóm can ngăn sáng hôm sau nhớ lại việc trước hôm đó ông ưng đã xúc phạm mẹ mình nên ông điền điều khiển xe mô tô đến nhà ông này nói chuyện trên đường đi ông điền ghé chợ mua con dao với ý định phòng thân khi đến nhà ông ưng đôi bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau trong lúc ẩu đả ông điền lấy dao vừa mua đâm một nhát vào vùng ngực ông ưng khiến người này tử vong sau khi gây án biết không thể trốn thoát nên ông điền đã đến công an đầu thú theo kết quả giám định, tại thời điểm gây án và hiện tại, ông Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tài xế xe máy chửi bới, xưng bố, hất văn máy đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông Chiều 4 tháng 3, lãnh đạo công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Sơn, sinh năm 1972, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn. Thông tin ban đầu, trước đó 20 giờ ngày 29 tháng 2, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tiền Hải thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn tại km 00-50, đường tỉnh 462, thuộc thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải theo kế hoạch của công an huyện Tiền Hải. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng chiếc xe máy Honda RSX màu đỏ trắng do Vũ Đình Sơn điều khiển, chở chị NTTH sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải ngồi sau. Khi Sơn dừng xe lại, tổ công tác yêu cầu đối tượng dắt xe vào sát lề đường để tránh gây cản trở giao thông nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn ngồi trên xe không xuống tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng sơn không hợp tác và nói bây giờ thế này xe của anh các em bắt là việc của các em em giải quyết thế nào là việc của các em nếu thích các em đốt xe máy này cũng được sau đó sơn xuống xe đứng chửi bới gọi mày tao xưng bố với lực lượng chức năng khi tổ trưởng tổ công tác yêu cầu sơn chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và không được chửi bới xúc phạm tổ công tác sơn vẫn tiếp tục thách thức sau một thời gian giải thích hướng dẫn sơn cách thổi hơi thở vào máy để kiểm tra nồng độ cồn sơn cố tình thổi một hơi với tốc độ nhanh vào máy để máy không đo được và đồng thời đẩy tay cầm máy đo nồng độ cồn của đồng chí cảnh sát giao thông thổi xong sơn lại tiếp tục thách thức sưng mày tao với lực lượng chức năng tổ công tác ngay sau đó đã báo cáo sự việc đến chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tiền hải và lãnh đạo công an huyện sau đó, công an huyện Tiền Hải phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản và đưa Sơn về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Vũ Đình Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân như nội dung nêu trên. Với nhiều hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, các bị cáo trong vụ án Vàng Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Trong ngày đầu tiên xét xử vụ đại án Cụ bà 84 tuổi có mặt trước cổng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi, mong đòi lại công bằng. Sáng nay ngày 4, 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB với 86 bị cáo trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị truy tố 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. Ngồi lặng lẽ trên ghế đá ở công viên nhỏ đối diện Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cụ bà Lệ Hằng 83 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh ngấn lệ. Cụ liên tục thở dài khi nghe những câu chuyện của những người cùng chung cảnh ngộ xung quanh. Cụ Lệ Hằng cho biết sau khi bán nhà riêng ở quận Tân Phú và nhà của con trai ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, cụ đã mang hơn 14 tỷ đồng vào SCB gửi tiết kiệm. Lúc này, phía nhân viên ngân hàng tư vấn cho cụ mua trái phiếu của SCB. Cụ thể, nhân viên tư vấn rằng mua trái phiếu có tài sản đảm bảo, cụ lại có thể rút lại bất cứ khi nào mong muốn. Tuổi cao mắt yếu, lại nghe những lời hứa hẹn đường mật của nhân viên SCB, cụ đồng ý ký tên mua trái phiếu, sau đó vài tháng, cụ nghe nhiều thông tin liên quan đến SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên mới lên ngân hàng để xin rút tiền. Lúc này, phía SCB cho biết, ngân hàng đã chịu sự quản lý của nhà nước, không thể giải quyết việc yêu cầu rút tiền của cụ. Suốt từ đó đến nay, cuộc sống gia đình cụ Hằng đảo lộn, người chồng gần 90 tuổi bức xúc, uất đến mức điên loạn, con trai của cụ cũng bất mãn, thậm chí có hành vi sai trái với cụ. Nếu không có những người thân xung quanh động viên, đỡ đần, có lẽ tôi đã chết. Hơn 14 tỷ là số tiền tích góp cả cuộc đời của gia đình tôi. Giờ không biết đi đâu về đâu, làm sao để đòi lại. Chúng tôi rất khổ sở, sống lay lắt, vật vờ, gia đình thì xào xáo. Tôi mong nhà nước sẽ tích cực trong vụ án này, có phương án đòi lại tiền cho người dân chúng tôi, cụ Hằng nói. Vụ đòi con đã cho tại tỉnh Thất Bồng Lai, tòa tuyên người mẹ được nhận lại con. Chiều ngày 4 tháng 3, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên án vụ tranh chấp yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Mỹ Dung và bị đơn là bà Cao Thị Cúc, một trong những bị án của vụ án tịnh thất bồng lai. Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bà Cúc và những người liên quan tại tịnh thất bồng lai trao trả bé bảo cho bà Dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Theo yêu cầu khởi kiện, bà Dung đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với bà Cúc để bà được đón con về nuôi dưỡng. Trước đây bà Dung giao bé bảo cho bà Cúc nuôi, do nhầm tưởng tịnh thất bồng lai là một ngôi chùa chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để làm từ thiện. Tuy nhiên, tịnh thất bồng lai không phải cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi nhận nuôi bé bảo, thì phía bà Cúc đã đưa những hình ảnh của bé lên mạng xã hội, có thể làm ảnh hưởng đến bé sau này. Ngoài ra, hiện bà Cúc đang thi hành án phạt tù nên sẽ không có điều kiện nuôi dạy bé. Cơ quan chức năng như công an, tòa án đến làm việc thì cơ sở này không mở cửa, không hợp tác, còn bà Dung và mẹ của bà đến thăm bé bảo cũng không được những người đang sống tại đây cho phép. Tất cả những điều này đi ngược lại thỏa thuận ban đầu là cho mẹ thăm gặp con bất cứ khi nào. Năm 2019, lúc bé Bảo được 2 tuổi thì gia đình bà Dung xảy ra biến cố, cuộc sống rất khó khăn. Khi ấy, tình cờ bà xem một chương trình trên sóng truyền hình, thấy những chú tiểu được giới thiệu là mồ côi đang sống tại tịnh thất Bồng Lai. Vì muốn con mình sau này được sống tốt như thế, nên bà Dung quyết định tìm đến gửi con. Sau khi được bà Cúc nhận lời, bà đã làm thủ tục giao con. Thế nhưng khi làm xong thủ tục, bà Dung chỉ thăm con được vài lần, sau đó thì không được vào thăm nữa. Sau biết bà Cúc đã vướng vào tù tội nên bà đi kiện để được tiếp tục nuôi con. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm đăng ký kênh Vấn đề Thế giới để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.